Em xin mến chào toàn thể anh chị em nhé. Hiện tại thì em cũng đang có mặt ở thành phố Sa Đéc đây anh chị em. Thì em xuống giao cái bộ bàn ghế này cho một anh trai ở dưới Sa Đéc đặt bữa trước đây anh chị em. Thì chắc trong quá trình làm và cậu anh chị em không có người thì chắc em phải hộ để kê vào nhà rồi khi nào hoàn thiện anh chị em. Em sẽ quay review cho anh chị em mình cùng xem cụ thể anh chị em nhé. À, hiện tại em đang có mặt ở Sa Đéc đây. Đây là anh chị em xem thấy hay cho em xin một like, một đăng ký kênh anh chị em để giúp kênh ngày một phát triển, em có nhiều cái động lực review cho anh chị em mình cùng xem nhé anh chị em nhé. Đây là để chắc em phụ vào để em quay cái để cậu mấy cái này ra ngoài, xong rồi lát nữa em xếp thành vào một bộ, em sẽ quay review cho chị em mình cùng xem và tham khảo anh chị em nhé. Đây hàng em làm bên trong em lót cẩn thận đàng hoàng nha anh chị em nhé. Bỏ xuống trước đi, để cho cái kia lên trên xe. Vì cái băng này tí nữa mấy người khiêng nhấc lên trên kia một đầu rồi dở một đầu, ngồi từng đầu một rồi được anh. Dạ, cậu mỗi cái này xuống đây rồi anh cứ đi rồi còn lại em lo hết. Dạ. Còn một tấm ở bên kia nữa, lát nữa xe qua nè. Dạ. Rồi. Đây giờ đây, bây giờ bỏ tập trung đẩy cái này vô nè. Cái này cần có người đẩy vô chứ cái này nặng. Dạ bỏ cái miếng đó lên cái xe đẩy đây. Xong rồi đẩy vô. Dạ nổi. Cái này. Để cái kia vô trước. Bỏ rồi đó luôn. Để nằm kiểu nào cũng được anh, vô nhà còn quay được mà, cái này quay được mà. Tôi còn lại lát nữa em quay, em xếp xong rồi em sẽ quay review lên cho toàn thể anh chị em cùng xem và tham khảo nha anh chị em nhé. Anh chị em nào mới xem kênh thì cho em xin một like và một đăng ký kênh anh chị em để giúp kênh ngày một phát triển, em có nhiều cái động lực review cho anh chị em mình cùng xem và tham khảo anh chị em. Đạp cái dây em. Đó, anh chủ nhà đây đội nón này anh chị em nè. Hiện tại thì bộ bàn ghế này em đã kê xong ở trong nhà rồi đây anh chị em. Em cũng quay tranh thủ review cho anh chị em mình cùng xem và tham khảo nha anh chị em nhé. Đây, và em cũng quay cái video này lên để cam kết giữa em với lại chủ nhà luôn anh chị em. Cái bộ bàn ghế này em cam kết là cái chất lượng gỗ đạt 96% đổ lên anh chị em. Đó, và em bảo hành là chuẩn gỗ luôn anh chị em. Và sau này không đúng như những gì những lời em nói thì em sẽ chịu trách nhiệm và em sẽ đền lại, em sẽ hoàn lại tiền cho anh luôn nhé. Lên vân rất là đẹp anh chị em. Cái tại cái tựa này có cái vân vô công này cực đẹp luôn. Thì anh chị em nào mới xem kênh thì cho em xin một like và đăng ký kênh anh chị em để giúp kênh ngày một phát triển, em có nhiều cái động lực review lên cho toàn thể anh chị em mình cùng xem nhé anh chị em nhé.
Đấy, vì những cái bộ bàn ghế lớn như thế này thì nói chung nó rất là giá trị anh chị em. Gỗ bên em làm này em cam kết và bảo hành cho anh chị em mình sử dụng thì anh chị em mình cứ yên tâm anh chị em. Đây là người thật, việc thật hay không thì anh chị em mình cùng xem và tham khảo cho anh chị em. À, anh Minh, anh có ý kiến gì không anh Minh? Anh chủ nhà hơi ngại anh chị em. Nhưng mà đây thì em quay lên em cũng bảo hành gỗ với lại cái chất lượng gỗ nó đạt trên 96% anh chị em. Cái bộ này nếu mà tính về cái độ đẹp gỗ của nó thì cũng gọi là tuyệt đối thôi anh chị em. Lỗi riếc rất là ít, nó không có lỗi máy, nó chỉ có một vài cái vết nhỏ nhỏ thôi. Đây thì em cũng tranh thủ quay review cho chị em mình cùng xem và tham khảo đây. Thì anh chị em nào mới xem thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để giúp kênh ngày một phát triển. Em có nhiều cái động lực review lên cho toàn thể anh chị em mình cùng xem và tham khảo nha anh chị em nhé. Thôi chắc cái video này em cũng xin kết thúc ở đây anh chị em. Giờ em đi xuống dưới Đồng Tháp rồi anh chị em.